điều chỉnh phạm vi xay cà phê cho lưỡi xay trên máy The Smart Grinder Pro. Để đạt được mức chiết xuất hoặc pha chế cà phê lý tưởng, một số loại cà phê yêu cầu phạm vi xay rộng hơn. Đây là tính năng mạnh mẽ của máy Bravo The Smart Pro. Mở rộng phạm vi xay lên tới 10 vị trí bằng việc thay đổi cấp độ ở lưỡi xay trên, dành cho những người đam mê cà phê chất lượng cao. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh chúng. Đầu tiên, mở khóa phễu hạt cà phê. Tiếp theo, bạn sẽ để hộc cà phê lên hộc đựng, xoay nút để thả cà phê vào hộc đựng, lắp lại vị trí phễu vào bên trong máy, khóa lại, nhấn nút khởi động để máy chạy và xay cho đến khi hết bọc cà phê ở bên trong. Bây giờ bạn có thể tháo phễu một lần nữa, nhẹ nhàng tháo chúng, nhấc quay sách và xoay ngược chiều kim đồng hồ về A-Link. Tiếp theo, tháo quay cầm ra khỏi phòng số. Lúc này bạn cũng có thể làm sạch bằng bàn chải đi kèm. Bạn sẽ thấy các cài đặt mặc định là số 6. Sau đó, để điều chỉnh độ xay thô hoặc mịn hơn, bạn hãy di chuyển vòng xay, lưỡi xay trên theo cách cầm như thế này. Lắp lại quay cầm ở cả hai bên lưỡi xay. Và chú ý, chúng cần được lắp đúng và một cách chắc chắn. Sau đó, lắp lại vào máy xay, xoay theo chiều kim đồng hồ ngay tại vị trí lock. Chú ý, các mũi tên cần phải thẳng hàng. Nếu gờ trên không thẳng hàng, có thể là do cà phê còn sót lại bên trong. Bạn cần làm sạch phần còn lại và lắp lưỡi dao vào lại. Sau đó lắp phễu cà phê trở lại vị trí ban đầu, xoay theo chiều kim đồng hồ để khóa chúng lại. Chúng tôi khuyến khích bạn nên xay một ít cà phê để kiểm tra chúng trong quá trình chiết xuất bằng cách pha double shot. Wow, hoàn hảo.